Yêu trong hận thù. Tác giả Vũ Ngọc Hương. Tập 4. Đám thổ phỉ hớn hở ra mặt. Bọn chúng nhường cho Dũng bước lên trước, bắt tay với một gã đàn ông tầm tuổi 40, mặc trang phục quân đội màu xanh đậm, một vết sẹo dài trên trán của gã như thể hiện cái chiến tích lẫy lừng. Dũng cười điệu khách sáo. Anh Khang, tụi tôi tới trễ, không phiền chứ? Một chút nữa các cậu uống rượu phạt là được rồi. Khang lập tức phát hiện ra Yến trong đám thổ phỉ, gã hất hàm. Lão Lưu để cậu thiếu đàn bà đến như vậy sao? Cái con nhỏ này không có tầm thường. Dũng nhếch miệng đắc ý, giãy tay để gã dí súng thúc Yến bước lên trước cho Khang nhìn rõ. Rất đẹp, hai cậu để nó cho anh đi. Dũng cười nhạt, đáp lời trước thái độ thèm khát của Khang. Nó là người của em rồi đại ca. Khang hừ một tiếng, liếc qua Yến thêm một giây rồi xoay người. Dù sao gã cũng không có thiếu đàn bà, không việc gì phải tranh giành Yến với Dũng làm chi. Đám thổ phỉ chia nhau ngồi quanh đống lửa. Nhiều loại thịt được nướng trên ngọn lửa lớn bằng các xiên inox dài, mùi thơm bay xa cả một khoảng rừng. Dũng đẩy Yến ngồi xuống một góc, hắn đưa một xiên thịt nướng nóng hổi thơm lừng ra trước mặt cô. Như anh đã hứa với cô em, ăn đi cho lại sức, đi xa mệt lắm phải không? Đêm nay anh bóp chân cho cô em nghe. Yến ghê tởm, lùi người lại tránh bàn tay hắn chạm vào mặt của mình, lắc lắc đầu. Cởi trói cho tôi, bị trói cả ngày, cổ tay tôi bị máu tụ, đau lắm. Yến nhăn nhó kêu than. Trên hết, tay Yến cần được tự do, càng cần ăn no bụng rồi tính gì mới tính được. Dũng đa nghi nhếch miệng. Để hai tay của em được tự do, anh không có yên tâm. Cứ ăn đi, ăn hết anh lại lấy thêm cho cô em. Tôi đau tay lắm, không có ăn nổi. Ăn! Hắn cương quyết không chịu, dẫn dí cái xiên thịt vào miệng của Yến. Cảm thấy con người này cực kỳ khó thuyết phục. Nếu Yến cứ cứng rắn với hắn, nhất định sẽ khó có cơ hội trốn thoát. Phải cho hắn tin Yến sẵn sàng theo hắn, bởi điều hắn cần ở Yến là sự quy phục thực sự. Đó cũng là nguyên nhân hắn đối xử với Yến có vẻ tử tế hơn. Cô há miệng cắn miếng thịt nướng ngọt ngào, cảm giác đói đến muốn ngấu nghiến tất cả, lại được ăn ngon, còn cay tê cả lưỡi, thực tình ngon đến trào nước mắt. Dũng cười lên ha hả hài lòng, làm đám thổ phỉ đàn em cũng có vẻ vui vẻ cùng ly. Phía xa, gã Khang hai tay ôm ấp hai cô gái trẻ, nhìn chòng chọc về phía Yến và Dũng, đưa ly rượu lên miệng, ngửa cổ uống. Anh cũng ăn đi, tôi thấy anh còn chưa có ăn cái gì đó, đi cả ngày dài anh cũng mệt có kém gì thôi đâu. Yến nhẹ giọng, hai mắt cụp xuống không muốn nhìn Dũng, cũng không muốn cho hắn biết cô đang ghê tởm hắn đến mức nào. Dũng chợt nắm chặt cái cằm của Yến, đáy mắt một mí sáng lên, hắn nhìn sâu vào đôi mắt lúng túng của Yến. Cô em lo cho anh đó hả? Anh nghĩ sao cũng được. Dù sao, Phúc và đàn em của anh ta cũng đã bỏ rơi tôi. Lúc đó, họ chỉ cần một giây vì tôi quay lại ghim vào người anh một viên đạn, thì có lẽ tôi đã không có ở đây lúc này. Có thể do tôi chỉ là vợ hai của Tinh Phúc, nên họ không có coi trọng. Yến nói vài câu chán chường. Dũng càng siết chặt cầm Yến hơn, hít qua khe kẽ răng. Có thật cô em nghĩ như vậy không? Tôi đã nói anh nghĩ sao cũng được. Yến thả lỏng hai vai, hoàn toàn không có ý chống cự. Cô tên gì? Yến hơi sững lại. Đêm qua Phúc luôn gọi Chi. Yến không thể khai với hắn cái tên này. Mọi cái tên tổ chức đặt cho Yến đều là tên giả, không có gì cần phải lo ngại. Tôi tên Yến. Anh muốn biết về tôi thì cứ hỏi cô giáo Yến ở trường tiểu học xã Ban Mai. Chi là ai? Làm sao tôi biết được? Sao anh lại hỏi vậy? Yến nheo nheo mắt bực bội. Dũng có vẻ tin cô. Hắn buông cầm cô ra. Một hồi hắn mang máy xiên thịt nướng khác quay trở lại. Ngồi xuống cạnh Yến, vừa dí viên thịt vào miệng,
Hắn vừa ăn, thỉnh thoảng lại nốc rượu. Cô em đã chấp nhận theo anh. Hắn quay sang phả hơi rượu nồng nồng vào mặt cô Yến. Không muốn nhìn hắn thêm, mi mắt cô thêm một lần cụp xuống. Với một điều kiện. Nói đi. Chỉ được có tôi, không có người đàn bà nào khác ngoài tôi. Hai má Yến hơi nồng nóng khi nói ra cái điều này. Tất nhiên, cô chỉ thử hắn một chút, cũng để hắn tin cô có ý theo hắn. Mọi người đàn bà đều không có muốn chia sẻ đàn ông của mình với kẻ khác, chắc hẳn sẽ khiến hắn tin Yến có thành ý. Dũng cười lên ha hả. Đàn ông tụi anh không có ôm mỗi tay dài em thì thiếu bản lãnh đàn ông lắm. Điều kiện của em khó đó, nhưng không sao, anh thích. Tức là anh đồng ý điều kiện của tôi. Yến mím môi cười, tỏ ra vui mừng hỏi tin Dũng. Hắn đã muốn thu phục Yến, tất nhiên hắn cũng sẽ bỏ công diễn kịch để chiều lòng cô. Cái loại phản phúc như hắn thì có gì là không thể làm. Dũng nhún vai, hai mắt long lanh nhìn Yến say sưa không dứt. Lúc nào em còn theo anh thì lúc đó anh chỉ có mình em. Cặp mắt lương lẹo này mà chỉ có em, nhảy cầu còn cảm thấy dễ tin hơn. Dũng bỗng luồn tay qua chân của Yến, tay kia đặt lên lưng cô, cứ vậy ẵm ngang người cô đứng dậy. Yến hốt hoảng, trái tim nhảy như thỏ trong lòng ngực. Các anh em, từ hôm nay tôi có vợ, cô ấy đây, xin phép anh em cho vợ chồng tôi đi nghỉ sớm. Hắn tươi cười tuyên bố với đám đàn ông đông đảo ngồi quanh đống lửa. Bọn chúng đều mỗi tay một cô gái trẻ mà làm trò dâm dật hết sức sốn mắt. Nghe Dũng nói vậy, bọn chúng reo hò ầm ĩ, chúc tụng không ngừng, có gã chọc ghẹo. Sao anh Dũng lại đánh quả lẻ vậy hả? Anh em còn đang vui ở đây mà. Để tôi hỏi vợ tôi xem có muốn ngồi lại với các anh em hay không cái đã. Vợ yêu, em nghĩ sao? Nghe mà da gà da vịt của cô nổi hết cả lên. Dù sao đối phó với một mình hắn sẽ dễ hơn. Cho nên Yến nín cái cảm giác khó chịu để nói. Em mệt rồi anh à, mình đi nghỉ thôi. Các anh em, nghe vợ của tôi nói gì chưa? Xin lỗi nghe, tôi sợ vợ lắm. Ngày mai gặp lại nghe. Dứt lời, hắn ẩm Yến về một căn nhà tạm dựng bằng tôn, đá chân đẩy cửa bước vô. Điều Yến mong nhất lúc này là hắn thả hai tay Yến tự do, cho nên liền nói. Em cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, người bẩn quá rồi, em muốn đi tắm. Tay em có thể nào tháo ra để em kỳ cọ được không? Dũng đa nghi vô cùng, hắn cười cười đáp. Để anh tắm cho em ha, đằng nào chúng ta cũng là của nhau mà. Đằng nào cũng có lúc anh tháo trói cho em, vậy tháo luôn lúc này được chứ. Em đoán máu tụ đến tiềm bầm cả cổ tay rồi đây nè, ngứa kinh khủng luôn. Hơn nữa, sức em có thể trốn khỏi anh được sao? Hắn do dự, chăm chú nhìn nơi cổ tay bị trói của cô, hai mắt hắn đanh lại. Yến tin mọi chuyện đúng như lời cô nói. Lúc này Yến thực sự khó chịu, không có thể làm bất cứ điều gì khi hai tay bị trói chặt. Con dao găm trên tay của hắn nhấn mạnh một lực, dây thừng trói cổ tay của Yến bung ra, cảm giác dễ chịu làm cho cô mỉm cười hài lòng. Hai bàn tay xo xo nơi vết trói tím thành dệt. Nhà tắm ở đâu vậy? Ở bên ngoài, nhưng không có điện đâu, chúng ta sẽ bật đèn pin. Yến gật đầu, cô thật sự cần tắm lúc này. Cơ thể hôi hám bẩn thỉu của cô vốn dĩ cũng không có khiến Dũng thích thú. Hắn luôn có sự kiên nhẫn, chính vì cái điều này mà cô mới muốn giãn thời gian và có thể giãn được với hắn. Dũng cúi xuống ẩm ngang người Yến bước ra ngoài. Cô biết mình nên làm gì, chỉ có thể chờ hắn đưa cô đến một nơi riêng tư để tránh làm kinh động đến những gã có súng hung tợn đang say sưa quanh đống lửa rừng rực. May mắn cho Yến, từ lúc cô bị bắt, Dũng không có lục soát người cô gắt gao. Hắn không thể nào ngờ luôn có những cái cách giấu vũ khí quanh người như một cái thói quen bảo vệ bản thân. Cho nên, điều Yến cần là chân tay được tự do chính là lúc này. Cánh cửa phòng tắm vừa mở, Dũng dặn cái giòi hoa sen, lục đục cởi quần áo. Hài lòng kéo Yến tới, khẩu súng của hắn đã được để gọn một góc cùng với quần áo ngoài,
càng khiến Yến dễ bề hành động. Kim tẩm thuốc mê rất nhỏ giấu ở túi quần. Yến lần tay vào túi, vươn tay về phía hắn, phập. Cái con này! Hắn gào lên khi bị Kim đâm trúng vai trần, hai tay vươn ra muốn bóp cổ Yến cho hả giận, nhưng không kịp. Hai mắt trợn trừng, dần khép lại rồi liệm đi. Ngoài kia lũ thổ phỉ cùng đồng bọn vẫn đang tích mắt với rượu thịt và gái, không kẻ nào biết trong phòng tắm này xảy ra cái chuyện gì. Đêm qua, Dũng cướp khẩu súng ngắn trên tay của Yến. Cô mò trong túi quần dài của hắn tìm thấy, hai lòng cầm theo, khép lại cửa nhà tắm. Cô nhanh chóng lẫn vào bóng tối, cố gắng chạy thật nhanh, phải trốn xa bọn chúng, càng xa càng tốt, trước khi bọn chúng phát hiện ra mọi chuyện. Hai chân sưng phồng, sau cả ngày dài quốc bộ, thực tình Yến khó lòng chạy xa, cho nên chỉ mong tìm được đường nhựa có xe qua lại. Cuộc đời cuối cùng cũng mỉm cười với cô. Ánh sáng con đường nhựa có đèn cách không xa khu nhà tạm của bọn người kia đang mời gọi Yến. Nửa cười, nửa khóc cô chạy tới. Cho tôi đi nhờ với. Cô vẫy vẫy tay trước những chiếc xe lao rầm rầm đến gần. Nhìn cái vẻ thất thiểu của Yến, rất nhiều xe cộ trên đường phóng qua mặc kệ tránh phiền phức. Lòng nơm nớp lo sợ. Yến chỉ lo lũ người kia tìm thấy cô trước khi cô có thể lên một chiếc xe bất kỳ và rời khỏi đây trong chớp mắt. Cô mừng đến nín thở, trái tim như ngưng đập trong một giây, rồi vội sắp ngửa chạy lại khi một chiếc xe tải cũ mềm dừng trước mặt cô. Người ngồi ghế phụ trên chiếc xe tải mở cửa xe hất hàm hỏi. Em gái, đi đâu? Em cần đón xe về thành phố, em đau chân quá. Anh làm ơn cho em đi nhờ. Yến chỉ đoán hướng trước mặt là thành phố, một thành phố biên giới, nên liều mình nói vậy để bọn họ cho lên xe. Họ nhìn qua Yến một lượt gật đầu. Em ngồi tạm ở thùng xe nghe, công an kiểm tra thì nhớ nói là em cần bọn anh đưa vào bệnh viện đó. Được lên xe ngay lúc này chính là trời cứu Yến rồi. Cô mừng đến phát khóc, vội gật đầu lia lịa. Họ mở thùng xe, đỡ Yến lên giữa nhiều bàn ghế văn phòng ở trong đó. Chiếc xe lắc lư di chuyển, nhìn lại nơi Yến đứng vẫy xe mỗi lúc một xa dần, hai hàng nước mắt trên má cô lăn dài. Tạm thời Yến đã thoát được cái lũ thổ phỉ, cũng coi như đã thoát kiếp tù đầy. Yến không còn nợ nần gì Phúc, tự do là điều cô hoàn toàn có thể đạt được sau những giây phút tưởng chừng không bao giờ có. Chỉ là sâu trong lòng, tại sao lại cứ mong ngóng? Yến mong Phúc tìm đến cô. Để làm gì đây? Để suốt cuộc đời này làm vợ lẽ của anh sao? Không, Phúc bình an sống cuộc đời của anh, làm những gì anh muốn chính là điều làm cho cô an lòng sau tất cả những ân oán giữa cô và anh. Suy nghĩ đã thông, cô quyết định không có trở lại tỉnh hay thành phố gì cả, bởi lẽ cô không muốn bị Phúc hay bất cứ kẻ nào ôm mối thù với cô mà tìm ra được cô. Hít một hơi, cô gạt sạch nước mắt trên má, tựa người vào thành xe, rồi chìm vào giấc ngủ. Tụi em chỉ chở bàn ghế thôi, chứ có chở hàng cấm gì đâu. Nhưng hồi nãy có con bé xin đi nhờ, nhìn nó yếu lắm nên tụi em cũng thương tình. Chiếc xe dừng lại lúc nào Yến cũng không hay. Nghe loáng thoáng bên tai tiếng của người phụ xe hồi nãy. Cánh cửa thùng xe mở ra, đối diện Yến là một anh công an giao thông bệ vệ tầm tuổi 35. Đó, anh coi, em có nói dối anh đâu. Nè, có bé kia, nói gì đi, không thì tụi anh lại bị phạt thì chết dở à. Yến biết ơn hai người đàn ông tốt bụng cho cô đi nhờ, lập tức đứng dậy nhăn nhó đáp lời. Dạ, các anh nói đúng đó. Mong anh thông cảm, chân em đau quá, em cần vào bệnh viện nên nhờ hai anh ấy chở giúp chứ trễ rồi em không có đón được xe. Yến vừa nói vừa nhấc đôi chân sưng phồng lên, giày vải rách bươm cho anh ta kiểm tra. Đáy mắt anh ta lập tức tối sầm, dường như có tình thương cùng ái ngại lóe lên trong đó, làm cho cô cảm thấy được an ủi. Cô cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ đi. Yến sững lại. Trong người cô hoàn toàn không có giấy tờ. Hơn nữa, còn khẩu súng Yến giấu trong túi quần đang cộm lên.
Yến không muốn giấu súng ở xe vì sợ ảnh hưởng đến hai người đàn ông tốt bụng. Cũng sợ lỡ như cảnh sát khám xét phát hiện ra khẩu súng trên người cô nên đành thật thà nói. Thật ra em bị thổ phỉ ở cái rừng lát bắt giữ, may mắn trốn ra được ngoài đường rồi đón xe. Vốn em không định làm phiền đến các anh đâu, nhưng đã gặp các anh thế này thì em cũng trình bày thật. Cô là người ở đâu? Liên lạc với gia đình cô như thế nào? Em đang làm giáo viên ở tỉnh thì gặp nạn. Yến vừa nói vừa sụt sùi. Trước cảnh sát, Yến không thể nào che giấu, chỉ có thể dựa vào thân phận gần nhất mà tổ chức tạo ra cho Yến. Khu vực này đã xa rừng lát đến hàng chục cây số. Nhóm cảnh sát này còn là cảnh sát giao thông nên không có liên quan. Vốn dĩ, nếu chính quyền ở đó mà quản lý được thì đã không có những cuộc chiến súng đạn của đám đàn ông kia gây ra. Cho nên, Yến khai đơn giản như vậy, họ cũng không có hỏi kỹ thêm. Trong người còn giữ khẩu súng, mồ hôi trên trán cô lấm tấm, cũng cảm thấy khó qua được với họ. Cô xuống đây đi. Trái tim của Yến như ngừng đập. Một người cảnh sát kéo Yến xuống khỏi xe, một tay đập vào khẩu súng ở túi quần Yến. Trong túi cô có cái gì? Lôi ra. Yến đành rút khẩu súng ngắn ra, nộp cho họ. Hai người lái xe mặt mũi trắng bệch, họ vội vàng xin phép cáo từ, nhưng vẫn bị đề nghị phải ở yên. Ánh mắt họ nhìn Yến đúng với kiểu làm ơn mắt quán với nhà cô. Một người công an xoay khẩu súng, tò mò ngắm nghía, hai mắt hiếu kỳ nhìn cô. Cái gì đây? Cô dám giữ súng trong người à? Yến mím môi giải thích, thầm cảm thấy may mắn vì mình thành thật từ ban đầu. Hồi nãy em lợi dụng lúc đám thổ phỉ không có chú ý, lấy trộm một khẩu súng của họ để phòng thân. Họ nhìn nhau, vừa ngạc nhiên là vừa cảm thấy thú vị. Con gái như cô mà cũng có ý nghĩ dùng súng phòng thân sao? Thì đường cùng phải liều thôi, ai cũng như vậy mà. Họ gật gù, tịch thu khẩu súng của Yến, còn ghi vào biên bản tang vật thu giữ bắt Yến ký tên. Yến làm theo mọi chuyện, chỉ mong mình có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiếc rằng ngay sau đó, bọn họ áp tải Yến trở về đồn cảnh sát, yêu cầu cô phải xác minh nhân thân do cô tàng trữ súng trong người. Không còn cách nào, Yến phải khai rõ họ tên địa chỉ ở tỉnh để họ liên lạc với những người Yến nhắc tới. Cô chỉ có thể khai tất cả những gì hợp lý nhất, trong đó có nhắc đến gia đình có lão Tâm và Phúc. Một người cảnh sát cau mày hỏi cô. Cô Yến, cô có biết nhiều người tìm kiếm cô suốt 2 tháng qua không? Em không biết, vì thời gian qua em ở lại gia đình ông Lê Tâm ở tỉnh, em mất điện thoại nên không có liên lạc về tỉnh đó được. Người cảnh sát hừ một tiếng. Điều bọn họ quan tâm là thân nhân và động cơ giấu súng trong người của Yến. Cho nên họ liên lạc cho hiệu trưởng trường tiểu học xã Ban Mai cùng đồng nghiệp của Yến ở đó để xác nhận. Gương mặt lành hiện lên qua video call, điện thoại vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Chị Yến, từ lúc chị mất tích, lúc nào em cũng nghĩ đến chị. Hiện tại chị đang ở tỉnh nào? Thời gian qua chị ở tỉnh này nè, chị mất điện thoại nên không có thông báo gì được. Mọi người ở trường ai cũng lo cho chị đó. Chị mau về với các em học sinh đi, các em nhớ cô Yến lắm rồi. Yến nghẹn nghẹn, ậm ừ với lành. Ở nơi đó vẫn thiếu giáo viên vô cùng. Yến nghỉ 2 tháng, chỉ sợ 2 tháng đó không có ai dạy các em thay cho cô. Chỉ là cô không thể về đó vì còn phải trốn tránh nhiều người. Nhân thân của Yến đã được xác minh. Cảnh sát chấp nhận những lời Yến khai, không làm khó cô thêm nữa. Yến mệt mỏi rời khỏi đồn cảnh sát, đứng ở cổng đồn chưa biết nên đi về hướng nào. Bất ngờ, người công an cô gặp đầu tiên bám theo cô, anh ta nói nhỏ bên tai. Cô gái, cô không thể đi bộ đến bệnh viện được, còn xa lắm, chân cô lại đang đau như vậy nữa. Nhớ đến ánh mắt chứa đựng xót xa của anh, Yến cảm kích vô cùng. Tự nhiên sống mũi lại cay xè, sụt sịt nói. Thì em đành vậy chứ biết làm sao bây giờ. Nếu như may mắn lại nhờ được ai đó giúp như hai anh lái xe kia thì sẽ đỡ hơn một chút. Con gái đi tối như thế này rất nguy hiểm, nhất là khi trên người cô lại không có tiền nong gì. Muốn đón xe khách cũng không có được. Thôi bây giờ tôi cũng hết ca trực rồi. Cô chờ tôi một chút, tôi chở cô vào bệnh viện.
anh ta quả thật là tốt. Yến vừa bất ngờ vừa xúc động, không thể nào từ chối, còn cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh ta. Yến đọc trên áo anh có đề tên Phạm Quang Nam. Tuổi tác anh ta là 32, nhưng lúc mới nhìn anh ta, Yến cứ nghĩ anh ta nhiều tuổi hơn. Thực ra, điều Yến mong muốn là đến thành phố để kiếm sống. Cô không có muốn quay lại tỉnh như thế nào, cho nên mới trả lời anh ta như vậy. Không ngờ anh ta lại tốt ngoài sức tưởng tượng của cô. Đứng đó một lát, Yến thấy Nam phóng xe máy lại gần, còn đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm mà anh ta mượn được trong nhóm công an đứng ở kia. Đội mũ bảo hiểm của cảnh sát giao thông thế này quả thực có chút hơi khớp. Cơn gió cuối thu mang theo hơi lạnh làm cho Yến khẽ rung lên. Ngồi sau xe một anh cảnh sát giao thông là điều Yến chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám ngồi gần anh ta. Quần áo trên người cô tuyền một màu đen từ đầu đến chân, vừa bẩn vừa hôi hám. Thực tình nhìn cũng không có được bình thường. May sao cảnh sát không có suy đoán nhiều hơn trước một đứa con gái tuổi 24 như cô. Xe máy đi được một lúc rồi dừng trước một phòng khám tư nhân. Nam dừng chân chống xe. Yến vội nói: Anh đưa em vào thành phố thế này là quá tốt rồi. Chân của em có lẽ cũng không có cần vào bệnh viện đâu. Tối nay em sẽ tìm tạm một cái chỗ tá túc, rồi mai em sẽ về tỉnh. Nếu được, anh cho em vay một ít tiền xe cộ, sau này nhất định em sẽ trả lại cho anh. Yến cần một khoản tiền để xoay sở ở nơi này, đành mặc dày mượn Nam vì cũng không có còn con đường nào khác. Không ngờ anh ta nói: Tiền xe thì không cần phải lo, nhưng chân của cô vẫn nên khám cẩn thận. Tôi thấy tình trạng nặng chứ không có phải đùa đâu. Nam cười một nụ cười hiền hậu, xoay người bước đi trước. Yến cũng đành theo anh ta bước về phòng khám đa khoa trước mặt. Đồng hồ treo trên tường chỉ gần 9 giờ tối, nhưng bên trong phòng khám vẫn còn khá nhộn nhịp. Những người trong phòng thấy công an giao thông bước vào thì có chút lúng túng. Nam liền lên tiếng: Nhờ các chị xem giúp cho chân cô gái này giúp tôi với. Một chị y sĩ nhíu mày nhìn đôi chân sưng phồng của Yến chép miệng: Sao lại đi bộ cái gì mà nhiều vậy em? Chân như thế này mà phải nằm một chỗ mà nghỉ ngơi đó, đừng có đi đâu nữa. Vừa nói chị ta vừa mang cái tiếp thuốc ra, còn thúc giục cô: Em vào trong toilet rửa chân đi, rồi ra đây chị sát trùng bôi thuốc cho. Những thứ này đều là tiền, mà Yến thì không có đồng nào trong người, cho nên cô áy náy đứng đó. Nam hiểu suy nghĩ của cô liền nói: Hết bao nhiêu tiền để tôi gửi? Anh ra quầy kia thanh toán đi. Có người tốt như vậy với mình, Yến chỉ biết nghe theo sắp xếp của anh ta. Một hồi chân Yến được thoa thuốc xong xuôi, Nam lại đỡ cô ra xe máy. Đi vòng vèo một hồi thì dừng trước một nhà nghỉ, dặn dò nhân viên lễ tân chăm trước cho trường hợp của cô. Nam quay sang Yến: Cô nghỉ đêm ở đây đi, sáng mai 7 giờ tôi sẽ đến đây đưa cô ra bến xe. Anh ta đưa vào tay Yến 1 triệu, số tiền vô cùng quý giá với cô lúc này. Thực tình Nam cho Yến cảm giác về Quân, người anh trai Yến yêu thương nhất. Nước mắt Yến bắt đầu lại lăn dài. Anh thật đúng là người tốt hiếm có. Nam cười, anh ta nhẹ giọng: Tôi không có tốt như cô nghĩ đâu, cô nghỉ sớm đi, sáng mai gặp lại. Nam rời đi, có chút tiền trong tay, cảm giác trong Yến cũng vững hơn một chút. Cô nhờ lễ tân mua giúp một bộ quần áo đơn giản để mặc, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi cho lại sức. Sáng sớm hôm sau, cầm theo cái túi thuốc, cô bước xuống sảnh. Yến muốn rời khỏi tầm mắt Nam, không cần anh ta quay lại nhà nghỉ này đón cô ra bến xe, vì Yến đâu có muốn trở lại tỉnh đâu. Chị kia! Yến giật mình quay về nơi quầy lễ tân. Cô lễ tân mua đồ giúp cho Yến tối qua lên tiếng: Công an đề nghị chị không có được rời khỏi nhà nghỉ này. Yến sững lại, hoàn toàn không biết mình vẫn trong tầm kiểm soát của Nam. Anh ta muốn giữ Yến lại vì cái điều gì? Có điều Yến cũng không có muốn trốn tránh pháp luật, đành chờ 7 giờ anh ta đến đây. Vẫn trong bộ quân phục màu vàng,
Anh ta mỉm cười khi thấy Yến ngồi lặng ở sofa. Cô ngẩng mặt lên, thấy Nam thì không vui đứng dậy. Anh công an, tôi rất biết ơn anh, nhưng tôi có tự do cá nhân của mình, không phải các anh đã trả tự do cho tôi rồi hay sao? Nam hơi áy náy, gương mặt có chút ửng hồng, nhìn Yến, anh ta đáp. Anh xin lỗi, vì anh không muốn em rời đi trước khi anh đến đây, nên đành nhờ cô Lễ Tân nói với em như vậy đó. Ánh mắt Nam nhìn Yến, nửa say mê, nửa ngượng nghịu, làm cho Yến có chút lúng túng. Cơn giận dữ cũng bay mất từ lúc nào, chỉ gật nhẹ đầu, rồi anh ta tiếp lời. Em không muốn về tỉnh nữa hay sao? Thời gian qua em cũng đã suy nghĩ rồi, em cảm thấy không có còn phù hợp với việc dạy tiếng Anh ở đó. Trong hôm nay em sẽ gọi điện cho cô hiệu trưởng, xin nghỉ hẳn công tác rồi về đó làm thủ tục sau. Em cũng chỉ là giáo viên đang hợp đồng thôi anh à. Hiện tại em muốn tìm việc ở thành phố này. Ở đây em định làm cái gì? Nam quan tâm hỏi. Yến tránh ánh mắt anh ta, trả lời qua loa cho có lệ. Trước mắt em định xin vài công việc chân tay, hay nhất là xin được công việc hướng dẫn viên du lịch, còn ôn thi để học tiếp lên. Giấy tờ của em anh đã nhờ đồng nghiệp gửi cho em rồi. Yến vốn có ý định rút tiền trong ngân hàng để sinh sống ở thành phố này một thời gian, nên nói bừa cho Nam không hỏi thêm. Bất ngờ Nam chăm chú nhìn cô, ước hầu dịch chuyển. Em có bạn trai chưa? Anh ấy nói sao? Em đã chia tay người đó rồi. Cô trầm giọng, mím môi, hai mắt cụp xuống, không muốn đối diện với đôi mắt sáng bừng của Nam. Anh ta cao giọng đề nghị. Vậy đi, anh ở một mình với mẹ già, cũng cần người đến nấu nướng dọn dẹp. Trong thời gian này em ở nhà anh, tiện chăm sóc mẹ anh một chút, chân mẹ anh hơi khó đi lại, có được không? Yến ngỡ ngàng nhìn Nam, chợt cảm thấy điều anh ta nói rất có lợi cho Yến. Nếu cô ở gần cảnh sát, những kẻ muốn trả thù cô nhất định sẽ phải dè chừng. Nam có một lá chắn tự nhiên cực kỳ tốt cho Yến. Hiện tại, ngoài lũ thổ phỉ, Yến cũng cần phải cảnh giác trước Lão Tâm và Đức, vì có thể hai kẻ đó vẫn nuôi mối hận với cô. Đồng thời, họ cũng sẽ lo lắng khi cô biến mất trong lúc cô nắm được nhiều bí mật của họ. Yến ở nhà Nam một thời gian để tìm sự bình yên trong khoảng thời gian đầy nguy hiểm này. Cô gật nhẹ đầu chấp nhận gợi ý của Nam. Dạ, em cũng chưa biết xin việc ở đâu. Được vậy thì tốt quá anh à. Mà anh không có sợ người lạ như em sao? Yến cong mắt cười, tò mò hỏi, anh ta cũng cười. Anh thì có gì phải sợ cô giáo như em chứ? Đôi mắt Nam lấp lánh nhìn cô. Lúc này Yến rất rối loạn, thực sự cần một nơi yên tĩnh. Đến nhà Nam làm giúp việc có lẽ không phải là một ý kiến tồi. Nam chờ Yến về nhà anh ta, một ngôi nhà hai tầng được xây dựng từ lâu trong một con ngõ hẹp. Thấy Yến theo sau Nam vào nhà, hai mắt người phụ nữ ngoài 60 là mẹ của Nam sáng lên vui vẻ mừng. Đang ngồi ở sofa xem tivi, bà ta liền chậm rãi bước ra đón tiếp. Nam, con dẫn ai về nhà vậy? Bạn gái con hả? Nam ngượng ngượng quay lại nhìn Yến rồi nói với mẹ. Cô gái này là Yến, trước nay là giáo viên ở dưới tỉnh, bây giờ muốn lên thành phố du lịch của chúng ta kiếm việc làm còn học tiếp lên. Con kêu cô ấy về đây phụ mẹ việc nhà, tiện việc ôn thi lên cao, còn nhờ cô ấy chăm sóc cho mẹ một thời gian nữa, chân mẹ đi lại khó khăn. Mẹ cứ tưởng cái thằng này là mẹ mừng hụt à. Bà liếc qua Yến, vẻ sắc sảo bị thời gian mài mòn của bà ánh lên tia hài lòng. Bà vui vẻ kéo tay Yến. Con gái, cứ xem đây là nhà của con đi nghe. Bác thì dễ tính lắm. Sự ấm áp của mẹ con Nam làm tâm trí cùng thể xác của cô được thả lỏng, mỉm cười. Yến đáp lời bà. Con cảm ơn bác. Bác cần cái gì cứ sai bảo con à. Nam hài lòng nhìn mẹ cùng Yến ở lại, anh ta nhanh chóng đi làm. Bà Hồng, mẹ của Nam, thân thiện nhẹ nhàng, trong mọi việc đều tận tình chỉ dạy cô,
còn rất thích cô đấm lưng bóp chân cho bà. Nam ăn uống ngủ nghỉ thất thường do công việc. Mỗi lúc thấy con trai về, bà đều thúc giục Yến sắp cơm cho anh ta. Cứ vậy, Yến ở nhà Nam được một tuần. Ban ngày cô nấu nướng, quét dọn, chăm sóc, phục vụ bà Hồng. Buổi tối cô tranh thủ ôn lại tiếng Anh cho phải phép. Ban đêm ngủ cùng giường với bà Hồng, tiện chăm sóc cho bà sau cái tai nạn té cầu thang cách đây nửa năm. Tầng 1 giữa phòng khách và bếp là phòng ngủ của bà Hồng. Tầng 2 là phòng của Nam, nhưng anh ta đi về thất thường và phải trực theo ca. Trong Yến, suy nghĩ về Phúc chưa lúc nào ngừng lại. Anh đã khỏe chưa? Có lúc nào nghĩ đến cô hay không? Yến mặc kệ tất cả mà chạy đến với anh, lao vào anh mà thổn thức. Nhưng cô biết cô không thể nào làm như vậy được. Nỗi hận thù anh dành cho cô chỉ sợ cho đến lúc này vẫn còn quá lớn. Dù cô tin trong lòng anh có cô, chỉ là cô không biết vị trí của cô là thế nào trong anh thôi, có thể chỉ như một con kiến nhỏ bé. Một buổi chiều đang nấu nướng trong bếp, bất ngờ bà Hồng nói nhỏ bên tai cô. Mấy chị hàng xóm cứ làm con là vợ của anh Nam, còn khen vợ anh Nam đẹp như hoa hậu, bác không biết phải nói như thế nào nữa. Bác nói nè, thằng Nam nhà bác ngoan hiền, nhát gái lắm, nên tới bây giờ không có lấy được vợ. Nhà bác nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng khối người thèm. Bác trước thì làm ở phòng thuế, có lương hưu chứ không có ăn bám vào ai cả. Bác trai mất sớm, nên bác thèm cháu ẩm bồng lắm. Thằng Nam thích con lắm. Bác nhìn qua là biết à, con coi nó có được hay không. Mỗi lúc Nam gặp Yến, anh ta đều say đắm, nhìn hoài không thôi. Chỉ cần vậy thôi là Yến hiểu rồi. Việc bà Hồng nói với cô thế này có thể là do chính Nam dò ý kiến của cô. Yến không muốn mẹ con Nam nuôi hy vọng, nhưng cũng không muốn bà ấy đuổi Yến ra khỏi nhà hay đối xử bạc bẽo với cô, cho nên mới nói. Bác, con không có xứng với anh Nam đâu. Con mồ côi từ nhỏ, cha con bỏ rơi mẹ con, mẹ con lại mất sớm, nhờ cô như diện cô mang mà con lớn lên. Sắc mặt bà Hồng chuyển vẻ xa xăm, bà cười gượng lảng đi không nói gì thêm nữa. Yến tin người làm mẹ nào muốn con trai mình lấy một người vợ thân cô thế cô, sau này muốn tìm một chỗ dựa như từ nhà vợ cũng không có thể có. Chiều hôm sau, Yến vừa thu dọn quần áo trước cơn mưa giông ập đến, ôm chồng quần áo trên tay đi qua phòng Nam, bất ngờ nghe tiếng bà Hồng khuyên nhủ con trai. Con bé Yến nó cứ lạnh lùng như thế nào đó, gia cảnh nó là như vậy nữa, thân cô thế cô, chắc chắn giáo dục cũng không có được tốt như nhà đầy đủ đâu. Nếu như nó yêu con thì mẹ cũng chăm trước cho qua đi, nhưng nó thờ ơ lắm, còn yêu nó tốt với nó như vậy, nhưng mà nó... Mẹ, Yến là cô gái tốt, con không có quan tâm gia cảnh nhà cổ, chỉ cần cổ cho con cơ hội là được rồi. Có thể lúc này còn sớm, nhưng thời gian còn dài mà mẹ. Nam nhẹ giọng thuyết phục mẹ anh ta. Yến cảm nhận rõ mình nợ Nam, nhưng lại không có biết phải trả ơn tình nghĩa này như thế nào. Từ lúc đó, bà Hồng lại vui vẻ dung vào cho Yến và con trai, cho thấy bà ta đã chấp nhận bỏ qua hết cho gia đình gia cảnh nhà Yến mà muốn Yến làm con dâu của bà. Còn Nam, anh ta vẫn chủ động bày tỏ tình cảm đến Yến qua ánh mắt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn ở cái nắm tay giữ chặt. Nhưng Yến nhanh chóng giật tay lại, anh ta cũng không có ép buộc, thái độ vui vẻ kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian rồi cũng trôi qua, thêm một tuần bình yên trôi đi trong nỗi nhớ, mỗi lúc một cồn cào về Phúc. Anh không tìm được Yến, có phải vậy không? Yến tự trả lời câu hỏi cho mình, mỗi khi thắc mắc tại sao Phúc không tìm kiếm cô, khi việc cô lộ với cảnh sát khiến anh dễ dàng biết Yến đang ở thành phố mà. Thời điểm đó, trong sâu thẳm Yến mong anh biết, còn mong cảnh sát có liên lạc với anh thì anh sẽ biết Yến ở đâu. Vậy mà anh không tìm cô, không phải anh từng nói anh chưa tha thứ cho cô sao?
hay anh đã thực sự chán ghét rồi? Cuộc sống mới nhộn nhịp khiến anh không còn nghĩ gì đến cô nữa. Hay anh đang không có bình an mà gặp tai nạn, thậm chí không có vượt qua được tai nạn hôm đó? Khẽ lắc đầu, cô thực lòng không biết, chỉ là cứ vậy mà mặc kệ tất cả là việc cô không có làm được. Cuối cùng, cô quyết định liên lạc với một người trong tổ chức nhờ cậu ta điều tra về Phúc. Kết quả gửi về từ cậu ta làm trái tim Yến đau nhói. Phúc đã khỏe mạnh trở về thành phố, còn chuẩn bị kết hôn với một vị tiểu thư của gia tộc họ Trần giàu có. Vậy là mọi hận thù ân oán giữa Yến và Phúc đã chính thức khép lại. Anh tha thứ cho cô, đơn giản vì cô đã cứu mạng anh trong cơn thập tử nhất sinh. Anh rất sòng phẳng, vậy thì Yến có gì để mà oán trách anh chứ? Phúc đã có hai đời vợ là Mộc Miên và Yến. Không kể cái mối quan hệ với Yến, cô đoán anh chưa có đăng ký kết hôn với Miên. Hơn nữa, dễ nhận thấy anh không có yêu cô ta. Thành ra nếu nói anh chưa từng chính thức lấy vợ mà chỉ chơi bời qua đường thì cũng không thể trách. Nhất là khi đàn bà con gái say mê theo đuổi anh quá nhiều. Họ sẵn sàng bất chấp tất cả để được ở bên anh. Yến đã nhìn tấm ảnh anh đứng cùng cô vợ tương lai. Dung mạo cô ta dù có xinh đẹp nhưng vẫn quá tầm thường, mờ nhạt khi đứng bên cạnh anh. Ánh mắt cô ta không lúc nào không hướng về anh. Thật dễ hiểu tại sao cuộc hôn nhân của anh sắp trở thành hiện thực. Trở về thành phố, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Yến khẽ lắc đầu. Anh có hậu thuẫn lớn từ tài sản khổng lồ của lão Tâm, nhất định không phải bắt đầu từ con số 0 như bao nhiêu người khác. Chiều hôm đó, bà Hồng muốn ăn gà hầm ngải cứu nên kêu Yến ra chợ mua. Bà thường đưa cho Yến tiền ăn hàng ngày để cô có thể ra chợ cóc ở ngay đầu phố. Đem cái giỏ thức ăn về, cô lặt ngải cứu ở bên bồn rửa, chợt cảm thấy mùi lồm lộm trong cổ họng. Đúng lúc bà Hồng bước vào căn bếp, Yến đưa tay bụm miệng ngăn cơn mắc ói kéo đến, bước qua mặt bà Hồng vào toilet gần đó ói mửa. Sống lưng của Yến bất chợt lạnh toát. Hai lần quan hệ trước của Yến và Phúc hoàn toàn không dùng biện pháp phòng tránh. Có khi nào? Không, chắc tại cô suy nghĩ nhiều nên dạ dày bị ảnh hưởng mà thôi. Nhưng Yến đã trễ kinh một tuần nay, cảm giác khó chịu cứ trào lên. Yến không thể nhanh chóng trở ra. Một hồi mới cảm thấy yên ổn, cô mệt mỏi bước khỏi toilet. Đôi mắt đầy nghi hoặc của bà Hồng chiếu về Yến làm cô toát mồ hôi hột. Con không khỏe sao Yến? Thôi, vào giường nghỉ ngơi đi, cứ để bác làm hết cho. Bà nhẹ giọng quan tâm, nhưng thái độ không có giấu nổi vẻ soi mói. Yến dân dạ, quyết định ra hiệu thuốc cuối phố mua que thử thai. Đã là sự thật thì có giấu cũng không nổi. Hơn nữa, Yến cũng đâu cần phải giấu ai. Vạch thứ hai hiện lên đỏ chót. Cô chết lặng, toàn thân như quá đá, thẫn thờ ngồi tại chỗ. Nước mắt cứ vậy mà lăn dài không thể nào ngăn được. Sâu trong lòng, trái tim cô đang đập rộn ràng là niềm hạnh phúc ngu ngốc của Yến. Cô và Phúc đã có kết tinh của một tình yêu đầy bão táp. Nếu biết chuyện, anh sẽ vui mừng về cái thai trong bụng của cô hay cảm thấy bực bội khó chịu cho nó đây? Cô không biết, cũng không muốn dùng cái thai níu kéo anh. Tình yêu đâu thể cưỡng cầu. Một kẻ muốn buông tay nếu buộc phải quay đầu lại sẽ cảm thấy như thế nào? Cô không cần Phúc chịu trách nhiệm, không cần anh chỉ vì đứa con mà buộc phải ở bên cô. Không có muốn dập tắt tương lai phía trước đang trải thảm hoa hồng chào đón anh. Yến à, con ở trong toilet gần một tiếng đồng hồ rồi đó, có làm sao không con? Tiếng của bà Hồng quan tâm hỏi ở bên ngoài. Cô vội gạt sạch nước mắt, cất tất cả cái giỏ que cùng ba cái que thử hai vạch vào trong túi ni lông đen, đáp lời. Con ra đây bác à, con không có sao. Yến nói giọng ra bằng cái giọng mũi. Bà Hồng vẫn dùng ánh mắt soi mói nhìn cô, nhưng lúc này cô không muốn chia sẻ gì hết. Chưa bao giờ cô cảm thấy cần một nơi chốn riêng tư như lúc này, khi ngôi nhà này không có nơi nào riêng tư cho cô cả.
cô không cần tiền từ Nam, chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh tránh sóng gió. Nhưng hiện tại nơi đây đã không còn là nơi yên tĩnh cho cô nữa rồi. Bà Hồng luôn có cái nhìn bảo thủ, bà ta sẽ khinh bỉ Yến mà muốn tống cổ cô đi, không muốn con trai bà vì yêu Yến mà ngu dại. Ở đây chưa đầy 3 tuần, Yến cũng không cần nhận lương từ Nam. Anh ta cho Yến ở nhờ là quá tốt rồi. Nằm nghỉ một lát, cô bước khỏi phòng ngủ, bất ngờ gặp Nam từ cửa chính bước vào phòng khách. Tối nay, Nam cũng trở về ăn tối cùng mẹ anh ta và Yến. Cô hơi sững lại, khi thấy gương mặt bừng sáng của Nam, lúng túng cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe của Yến tránh ánh mắt thắc mắc của anh ta mà nói. Anh Nam, tối nay anh không trực hả? Em khóc đó hả? Hồi nãy có gió lạnh, em ra ngoài ăn mặc phong phanh nên bị cảm thôi. Hồi nãy giờ nước mắt nước mũi cứ chảy ra anh à. Vậy phải uống thuốc ngay, không lại trở nặng đó. Để anh ra ngoài mua thuốc cho em nghe. Thôi đừng, em không cần uống thuốc đâu. Anh rửa tay đi còn ăn tối. Yến nói nhanh rồi bước về bếp, cùng với bà Hồng sắp xếp bữa tối. Mẹ của Nam lướt qua Yến, hàng mày cau lại không nói câu gì. Nhìn con trai thay bộ quân phục sang bộ đồ mặc ở nhà mềm mại tươi tắn, bước đến bà khẽ lắc đầu. Yến cũng không muốn bà Hồng phải dò xét mình lâu hơn, mới gắng ăn được vài miếng, cô đã nhẹ giọng thưa chuyện. Bác gái, anh Nam, thời gian qua con cảm ơn bác và anh rất nhiều. Hiện tại công việc của con có sự thay đổi, con muốn trở về thành phố, sáng mai con xin phép đi luôn. Yến chỉ đơn giản muốn rời đi, còn việc đến thành phố hay là không, Yến còn đang suy nghĩ. Vậy mà hình ảnh Phúc cùng nơi nhiều kỷ niệm, nó cứ quấn lấy cô, khiến cô vô thức buộc miệng nói ra. Nam cực kỳ bất ngờ, anh ta sững lại nhìn Yến, không ngờ cô lại rời đi nhanh như vậy. Sắc mặt anh nhanh chóng chuyển cái vẻ xa xăm, sự thất bại của anh ta trong trái tim của Yến đã quá rõ ràng. Ở đây có gì không tiện, em cứ nói. Kỳ thi cao học còn chưa có tới, em đột nhiên rời đi như vậy, anh và mẹ suy nghĩ lắm. Em... Lời chưa hết, cảm giác mắc ói lại dâng lên. Yến đứng dậy ôm miệng vào toilet, cảm giác bụng dạ nôn nao khó chịu vô cùng. Yến lại phải mất một lúc ói mửa ở trong đó. Nam đứng chờ Yến bên ngoài sốt sắng. Em bị bệnh thế nào? Anh đưa em đi bệnh viện nghe. Yến xua tay, chưa kịp đáp lại, bà Hồng đã từ bàn ăn bước tới bỉm nhẹ môi. Mày có chữa với thằng nào rồi phải không Yến? Tao nhìn mày mới hôm nay cũng đã nghi ngờ rồi, chứ không cần mày phải ói mửa thế này đâu. Yến đứng lặng, nuốt nghẹn cái cảm giác khó chịu cả trong bụng lẫn thái độ của người phụ nữ trước mặt. Thẳng thắn cô nói luôn. Dạ, con cũng vừa mới biết thôi bác à. Con xin phép ngày mai rời đi vào bệnh viện khám. Bà ta chép miệng. Ăn ở với thằng nào mà có chữa cũng không biết nữa. Một thân một mình đến ở nhà đàn ông thế này, cũng may là tao tinh ý phát hiện ra, chứ không lại... Yến chưa bao giờ cảm thấy bà Hồng hiền lành. Chỉ đơn giản bà ta muốn dung vào cho hạnh phúc con trai mà đối xử tốt với Yến. Lúc này, bà ta không cần phải cố gắng tốt đẹp với cô làm cái gì trước những gì bà ta đánh giá về cô. Yến không muốn đáp lại một người từng tốt với mình, chỉ im lặng chịu trận. Nam bực dọc lên tiếng, trong lòng của anh ta lúc này chắc chắn là vô vàn cảm xúc khó chịu, nhưng thái độ vẫn trấn tĩnh vô cùng, chỉ có sắc mặt là chuyển màu tím tái khổ sở. Mẹ, mẹ biết gì về Yến mà nói vậy chứ? Yến có thai là chuyện của cổ, cổ có làm gì sai với mẹ không? Lại không sai à? Nếu nó cứ giấu giếm mà cho mày vào chồng thì mày nuôi con tu hú đó cứ lại không có sai. Mẹ! Nam gắt lên với bà Hồng. Anh ta kéo cổ tay Yến về phòng khách. Vẻ đau đớn trên gương mặt Nam làm Yến áy náy, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm. Ít nhất thì anh ta cũng có thể dứt khoát từ bỏ Yến sau cái chuyện này. Buông tay cô ra, anh ta đặt một tay lên thành sofa trầm giọng. Yến, cái thai là của bạn trai cũ của em phải không? Vẻ cam chịu bất lực làm hai vai Nam thõng xuống.
Yến mím chặt môi gật đầu. Rồi em tính thế nào? Thì em sẽ sanh nó. Nó là con em mà. Yến trả lời đơn giản, không cần nghĩ ngợi. Mọi chuyện trong đầu Yến từ lúc biết sự tồn tại của con chính là như vậy. Nó không chỉ là con cô mà còn là con của Phúc. Cô muốn giữ lại hình bóng anh trong đứa con. Cuộc đời cô vốn dĩ một màu đen tối ảm đạm, cũng không có kỳ vọng có ánh sáng trong đó. Đứa con xuất hiện chính là ánh sáng của tương lai cô. Không vì cái điều gì cả, chỉ đơn giản cô cảm nhận rõ ràng như vậy thôi, không cần phải rạch ròi suy xét. Em có định cho anh ta biết không? Anh ấy sắp lấy vợ, em không muốn thay đổi gì hết. Đứa bé chỉ là con của em thôi. Sinh con một mình sẽ cực khổ lắm, em có hiểu không? Yến không muốn nghĩ Nam có ý định khuyên nhủ Yến điều gì. Có thể chính anh ta cũng không có dám đưa ra lời khuyên. Suy nghĩ một hồi, Nam nghẹn giọng nói tiếp. Em nên cho anh ta biết. Cô nhắm mắt lại, để mặc cho dòng nước mắt lăn dài, khẽ lắc đầu. Đưa tay gạt nước mắt, cô cúi xuống tránh ánh mắt chứa đựng bao cảm xúc của Nam. Em không muốn có bất cứ thay đổi nào ở đây. Bác gái khó chịu với em như vậy, em cũng không có muốn làm phiền bác nữa. Em vào dọn đồ rồi đi luôn. Bất chợt, Nam đặt bàn tay răm ráp ấm áp của anh lên Yến. Ánh nhìn tha thiết từ anh làm Yến sững lại. Yến à, anh không ngại nuôi con của em đâu. Yến ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhìn Nam. Ngay khi thấy bà Hồng bước ra phòng khách, Yến lập tức giật tay mình khỏi tay anh. Cúi đầu khẽ lắc, không có dám nhìn Nam thêm một giây phút nào. Lập tức trở vào phòng ngủ, dọn dẹp ít quần áo rồi đồ dùng cá nhân cho vào túi nhựa. Thời gian đầu ở đây, Nam từng dẫn Yến đi mua sắm một lần, còn chủ động chi tiền. Yến ngại nên chỉ mua thêm hai bộ quần áo cùng đồ cá nhân đơn giản. Cầm cái túi nhựa trên tay, Yến bước trở lại phòng khách. Bà Hồng coi Yến như không khí, bật tivi xem phim truyền hình. Chắc hẳn trong lòng bà ta chỉ mong Yến biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nam ngồi cạnh mẹ, dáng vẻ bồn chồn không yên. Tiến lại gần, anh dúi vào tay Yến mấy đồng tiền. Yến đẩy lại cho anh. Mẹ con của anh cho em ở nhờ những ngày qua là quá tốt rồi. Em không lấy đâu, số tiền 1 triệu anh cho em mượn, em cũng gửi lại anh đây. Yến mở túi sách đưa tiền, nhưng Nam dứt khoát không nhận. Yến cũng đành thôi. Anh thêm một lần níu tay Yến, đáy mắt đỏ lên, nghẹn nghẹn mà nói. Anh thực lòng không có muốn thấy em cực khổ. Cô nuốt nghẹn, sống mũi cay cay trước tình cảm của Nam dành cho mình. Hít sâu một hơi, cô mỉm cười. Thực ra, em cũng chưa từng nói thẳng với người đó một lời chia tay, chỉ luôn trốn tránh. Anh nói đúng, em sẽ cho anh ấy biết em đang mang thai con của ảnh. Một lời nói như để chặt đứt hy vọng trong Nam. Vẻ xám xịt thẫn thờ trên gương mặt của anh làm cho Yến áy náy, nhưng lại không thể khác được. Cô không biết mình quyết định đúng hay là sai, chỉ biết mình chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu Nam. Từ lúc gặp Nam, trái tim cô đã trĩu nặng hình bóng của Phúc. Đến giờ phút này, Yến lại càng không có thể đến với Nam được. Chỉ có thể coi như Yến và Nam không duyên không phận vậy thôi. Yến nói lớn về phía bà Hồng. Con đi đây bác ơi. Con cảm ơn bác thời gian qua. Bác giữ gìn sức khỏe nghe bác. Không đợi bà ta trả lời, Yến quay đầu gật nhẹ với Nam thay lời chào. Xoay người bước nhanh khỏi nhà. Một chiếc taxi đậu ở đầu ngõ. Yến không nghĩ nhiều liền gõ cửa. Anh tài xế đang mãi nghe điện thoại. Thấy Yến đứng ngoài thì hạ kính chăm chú lắng nghe. Anh cho em hỏi, giờ này còn có xe khách đến thành phố S không anh? 7:10, giờ này vẫn còn, xe dừng nằm mà giá cũng chát lắm đó. Vẫn còn xe để Yến có thể đến gần Phúc hơn. Lời Yến nói với Nam hồi nãy chỉ là một ý nghĩ lóe lên trong đầu óc, như thay lời từ chối anh ta. Nhưng lúc này đây, trái tim tâm trí Yến bất giác ngập tràn suy nghĩ cô sẽ trở về thành phố. Yến muốn có một chút công bằng với đứa con ở trong bụng. Có thế nào, Phúc cũng là cha của nó,
và mọi đứa trẻ đều cần có cha. Cô và Phúc cũng là có cưới hỏi. Con của Yến không phải con Quang. Dù cho anh không muốn quay lại với cô thì anh cũng nên có trách nhiệm với nó. Thậm chí anh cần phải bảo vệ nó trước những kẻ muốn hại cô. Yến gật đầu hỏi tiếp. Anh đưa em ra bến xe được không? Em lên đi, đang chờ khách mà lâu quá. Thôi, anh quỷ quốc này chở em ra cho nó nhanh, đón được xe. Yến nói lời cảm ơn, mở cửa sau xe chui vào, ngoảnh mặt nhìn lại phía sau. Con ngõ hẹp nơi Yến đi về những ngày qua dần nhỏ bé, tự cảm thấy mình cần phải nói hai tiếng biết ơn. Chiếc xe giường nằm êm ái đưa Yến trở lại thành phố, và một ngày mưa rả rích. Xuống khỏi xe, Yến vội mua một cái dù rồi đón taxi vào bệnh viện phụ sản. Ngồi chờ đến lượt, lòng cô là bao nhiêu lo lắng. Đến khi nghe chị bác sĩ nhìn cái màn hình siêu âm phán mà cô càng thêm lo. Thai đã 5 tuần, làm tổ rồi, nhưng chưa có nghe được tim thai. Theo dõi thêm nghe, 1 tuần nữa khám lại. Con em có gì đáng lo không bác sĩ ơi? Cảm giác trong Yến như muốn khóc. Lần đầu làm mẹ, làm sao Yến có thể dễ dàng đón nhận tất cả những điều này? Chị bác sĩ cười nói. Tùy người thôi. Có người nhanh, có tim thai, có người thì đến 7 tuần mới nghe được. Nên em cứ yên tâm mà dưỡng thai đi. Nói với chồng quan hệ nhẹ nhàng, nếu kiêng được thì càng tốt em nghe. Nghe chị nói, tự nhiên Yến lại thấy tủi thân, sống mũi cay xè. Cô lý nhí dân dạ rồi bước khỏi phòng khám. Yến biết lúc này Phúc đang ở đâu, dựa trên thông tin từ người em của tổ chức. Nhưng tự nhiên xong đến đó thông báo cho anh, cô cứ cảm thấy có cái gì đó nó sổ sàng. Hai má nồng nóng cùng hai chân không muốn bước. Hít sâu một hơi, Yến hạ quyết tâm phải vì con mà cho anh biết. Ăn nhanh qua bữa trưa, Yến đón taxi đến văn phòng công ty khai thác khoáng sản Tâm Đức tại thành phố. Trước thế giới này, lão Tâm sở hữu một công ty khai thác khoáng sản với nguồn khoáng sản chính là mỏ đồng ở rừng Lát. Yến vốn biết vỏ bọc hợp pháp của lão cực kỳ chắc chắn, không sợ chính quyền hay cảnh sát, nhưng công ty khoáng sản của lão lại hoạt động ẩm ạch cầm chừng, không phải nguồn thu chính. Phúc rời khỏi biệt phủ của lão để có tự do ở thành phố. Lão không ngu mà không lợi dụng anh quản lý công ty cho lão, lại còn được tiếng là cho con trai cả một chỗ dựa phát triển. Xưa nay, Đức không có chịu học hành, chỉ lo ăn chơi đàn điếm. Gã không biết cái gì, nhất định không thể giúp lão phát triển công ty hợp pháp của lão được. Còn Phúc, anh chấp nhận lãnh trách nhiệm này, coi như hai bên anh và lão Tâm cùng có lợi. Văn phòng công ty khai thác khoáng sản Tâm Đức là một tòa nhà 5 tầng, bề thế trên trục phố lớn. Yến e dè bước vào sảnh tầng 1. Cô gái trẻ ở quầy lễ tân mỉm cười đón tiếp. Chào chị. Cô cho tôi hỏi, anh Lê Phúc có đang ở đây không? Anh Phúc còn đi ăn chưa có về, chị có hẹn với ảnh chưa? Lúc này là 12 giờ 20, Phúc ra ngoài ăn trưa. Cảm thấy đắng đắng trong cổ họng, Yến ậm ừ. Tôi ngồi ở kia chờ anh ấy được không? Dạ, chị cứ tự nhiên đi. Ngồi xuống cái ghế mây dành cho khách ở sảnh, hai mắt cô chăm chú nhìn về phía cửa. Phúc lúc này đẩy cửa kính bước vô, gương mặt đẹp đẽ như mặt trời, thân hình cao lớn trong bộ vest xanh dương, vừa dặn, làm cho Yến choáng ngợp. Tự nhiên lại không biết phải mở lời như thế nào, nhất là khi cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh là cô vợ tương lai của anh. Cô lễ tân thấy Phúc về liền nói. Anh Phúc à, có người muốn gặp anh, chỉ ngồi ở đằng kia kìa. Phúc nhìn về phía Yến, đôi mắt anh đanh lại, ánh mắt sắc bén lướt qua cô trong 1 giây. Ngay sau đó, anh coi như không quen biết đáp lời cô lễ tân. Kêu cô ta về đi, hợp tác đã kết thúc rồi. Trái tim cô như tan dở thành 100.000 mảnh, hai mắt trân trân nhìn về anh,
cơ thể đông cứng trong địa ngục băng trì. Phải rồi, Yến đâu thể mang cho anh cái điều gì, trong khi cô vợ tương lai của anh trăm anh thế phiệt, của cải chất cao như núi. Hai mắt ngấn lệ, Yến đứng lặng nhìn theo tấm lưng u nhã dần bước vào thang máy. Cô vợ tương lai theo anh một bước không rời. Yến có nên đuổi theo anh trước mặt cô vợ của anh không? Tung hê tất cả. Yến không biết nữa, mím chặt môi. Cô vẫn cứ đứng lặng, hai chân như đeo chì, không thể nào bước nổi dù chỉ một bước. Anh Phúc nhắn chị vào trong phòng kia chờ anh ấy một lát. Cô Lễ Tân nhỏ giọng bên tai Yến, nước mắt khẽ lăn. Yến đưa tay gạt đi, cơ thể đông cứng, bất giác như được thả lỏng. Phúc còn muốn trao đổi với cô, vì cái điều gì đây? Anh muốn cô kín miệng, đừng có lộ ra quá khứ hai đời vợ của anh với cô vợ tương lai, có phải vậy không? Phúc đẩy cửa, bước vào căn phòng nhỏ. Yến đang ngồi chờ, lập tức đứng dậy, lúng túng nhìn vẻ mặt lạnh băng của anh, mở lời. Anh Phúc, sức khỏe của anh đã hồi phục hoàn toàn chưa? Anh trừng mắt nhìn cô, vẻ căm thù hiện rõ đến từng gân máu đỏ dằn trong đáy mắt. Tưởng chừng phải trấn giữ cơn thịnh nộ như núi lửa phun vào, anh lạnh giọng. Cô đến gặp tôi làm cái gì? Thì anh nói anh sẽ tìm em, làm em chờ hoài. Phúc nhếch miệng chua chát. Cô nhất định phải đuổi cùng giết tận tôi mới hả dạ phải không? Yến ngỡ ngàng, mở to hai mắt nhìn Phúc, hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì. Đơn tố cáo cùng tang vật là khẩu súng cô gửi đến cơ quan công an đã khiến biệt phủ bị lục soát, kho hàng bị tịch thu toàn bộ. Cha tôi cùng Đức đang bị tạm giam, cô hài lòng chứ? Thời gian qua, biệt phủ của lão Tâm gặp phải chuyện lớn như vậy mà Yến hoàn toàn không hay biết. Cứ đinh ninh lão luôn vững vàng trước cảnh sát. Cậu em ở tổ chức cũng không có điều tra ra được cái chuyện này để báo cho Yến. Có lẽ vì Phúc đã ra tay bịt miệng dư luận nhằm tiếp tục duy trì và phát triển công ty khoáng sản. Tối hôm đó, công an thu giữ tang vật từ Yến. Hóa ra, bọn họ dịnh vào những gì Yến cung cấp để truy quét lão Tâm. Có thể do cảnh sát vốn dĩ đã đưa lão vào tầm ngắm từ lâu. Khẩu súng từ Yến chỉ đơn giản là giọt nước tràn ly. Vậy là lần thứ hai Yến lại hại anh đến tan nát tất cả. Nhưng lần này Yến không cố tình, thực lòng cô không có cố tình. Nhìn sâu vào mắt của Phúc, hai mắt đỏ hoe mở to, Yến cố gắng giải thích. Anh, hôm đó em mang súng theo để giải cứu anh khỏi tay thổ phỉ. Cuối cùng em bị bọn chúng bắt giữ. Trên đường trốn thổ phỉ thì em gặp công an, bọn họ thu giữ súng ở trên người của em. Đừng có bịa đặt. Mạnh và Duy không kể cho anh nghe sao? Phúc không trả lời, yết hầu dịch chuyển, hai mắt anh nhắm lại mệt mỏi. Chỉ cần vậy thôi là đủ để Yến hiểu tất cả. Những kẻ theo anh đều rất ghét cô, nhưng cơ hội anh mê man không biết gì, bọn họ liền gạt hoàn toàn Yến ra khỏi chiến dịch cứu anh. Kết cục trong mắt anh, Yến là một kẻ khốn nạn ăn cắp súng của họ rồi đem đi tố giác, khiến công việc làm ăn trong bóng tối của lão Tâm hoàn toàn đổ bể. Yến thẫn thờ, hai vai thõng xuống trước những gì chưa mới được biết. Cảm giác áy náy khiến cô ngại ngùng không cách nào đối diện với anh. Phúc hừ một tiếng nghẹn giọng. Tôi sợ cô quá rồi đó. Lúc này tôi không có rảnh để tìm cô. Cũng không còn cái gì để cô phá nát nữa. Yến nuốt nghẹn đứng lặng một chỗ, không sao nói thêm được lời nào. Bất lực nhìn Phúc bực bội rời khỏi phòng. Cho đến cuối cùng, Yến vẫn không thể nói với anh cô đang mang thai đứa con của anh. Anh căm ghét cô đến cùng cực, chỉ sợ biết cô mang thai con của anh, hai tiếng bỏ đi thì anh sẽ làm cho cô đau đớn đến tột cùng. Cô sợ, rất sợ, vô cùng sợ sự tàn nhẫn ruồng bỏ anh dành cho con. Vậy thì thà rằng đừng để cho anh biết, con sẽ được an toàn, sẽ chỉ là con của Yến thôi. Có phải như vậy sẽ tốt hơn không? Trấn tĩnh lại mọi cảm xúc rối ren, Yến hít sâu một hơi, cầm theo cái túi nhựa bước ra khỏi căn phòng nhỏ tiếp khách đó. Cô Lễ Tân hồi nãy quan tâm. Chị có ổn không? Em nhìn chị xanh xao quá đó.
Lúc nào Yến cũng trong trạng thái nôn nao khó chịu từ lúc mang thai. Nghe cô ta nói vậy thì chỉ lắc đầu thất thiểu bước về phía cửa. Âm giọng trầm trầm bất ngờ vang lên phía sau lưng cô. Cô định đi đâu? Phúc còn có chút gọi là quan tâm đến Yến sao? Cảm giác ấm ức cùng tuổi thân dâng trào. Cô quay lại nhìn anh, hai mắt đỏ hoe. Có liên quan gì tới anh không? Hắn để cô khăn gói đến thành phố này một mình sao? Yến ngạc nhiên sững lại. Hắn? Ý anh... Cái ý anh ta nói là Nam sao? Sao anh ta lại biết Nam? Không lẽ thời gian qua anh đã tìm Yến và biết Yến ở nhà Nam? Có phải vì những cái chuyện xảy ra ở biệt phủ cùng Việt Nam là cảnh sát càng khiến anh nghi ngờ Yến cấu kết với họ không? Liệu Nam có nói gì khiến Phúc hiểu lầm chăng? Yến không biết, cũng không thể hỏi Nam cho rõ ràng, chỉ có thể lập tức giải thích, hoàn toàn không muốn Phúc hiểu lầm. Em và cảnh sát Nam không có gì hết. Phúc cau mày nhìn cô, đáy mắt đen sẫm không dò đoán được cảm xúc trong lòng. Cửa thang máy đúng lúc mở ra, cô vợ trẻ tương lai của Phúc nhếch miệng cười bước đến gần anh nũng nịu. Anh xuống gặp đối tác lâu vậy, làm em chờ nãy giờ à. Lướt ánh mắt qua Yến, Phúc mỉm cười, nhẹ giọng đáp lời cô. Anh lên bây giờ, em xuống tìm anh làm cái gì? Cô ta hướng đôi mắt tò mò, xen lẫn khó chịu về Yến, níu tay Phúc mà hỏi. Khách hàng của anh mới đi xa về đến gặp anh luôn hả? Trên người của Yến là cái áo khoác gió mỏng cùng quần vải đơn giản, trên tay lại cầm một cái túi nhựa lớn, nhìn không có giống một chút nào là đối tác làm ăn. Coi là vậy đi. Phúc trả lời cho có, kéo eo cô ta cùng bước về thang máy trước đôi mắt tối sầm bất lực của Yến. Nghẹn họng đứng đó, Yến vẫn không thể nói bất cứ câu gì. Kẻ phá hỏng mọi thứ trong đời anh là Yến. Dù là cố tình hay vô tình, tiếp tục phá vỡ cuộc hôn nhân đầy hoa hồng của anh là việc Yến không thể làm được. Thở ra một hơi, cô khẽ lắc đầu, vừa bước ra khỏi cửa, chợt có một người đàn ông trẻ tiến lại nói. Cô Chi, anh Phúc kêu cô đi theo tôi. Yến không biết mình có nên theo sự sắp xếp của Phúc hay không khi anh hận thù cô như vậy. Suy nghĩ vài giây liền lắc đầu. Tôi không muốn làm phiền đến anh ấy nữa. Nhờ anh nói với anh ấy, tôi không có cố ý làm hư việc làm ăn của cha anh ấy đâu. Nếu cô không có nghe, thì rất tiếc tôi phải dùng biện pháp mạnh. Anh ta cứng giọng đe dọa, họng súng dí sát eo Yến, làm cho cô rùng mình. Cô cho rằng Phúc đã sớm tính đến cái ngày cha anh bị bắt, nên đã chừa đường lui cho mình. Để rồi lúc này, anh đàng hoàng làm chủ công ty khoáng sản, còn có khả năng thu phục tàn quân của cha anh theo mình để phục vụ cho những việc hợp pháp. Thời gian qua, anh cũng chưa từng buông tha cho Yến khi biết cô đang ở đâu. Chỉ có điều cô đã chủ động tìm kiếm anh trước khi anh trả thù cô. Việc Yến đến đây tìm Phúc chính là tự nộp mình vào hang cọp, và lúc này cô chính thức bị anh kiểm soát, khó lòng mà thoát được. Được rồi, anh cất súng đi. Để người ta nhìn thấy không có hay đâu. Yến gằn giọng, chấp nhận bước vào một chiếc xe hơi bốn chỗ đen bóng đậu gần ở đó. Người đàn ông trẻ có vẻ hài lòng trước sự hợp tác của cô. Anh ta lái xe đưa cô đến một ngôi biệt thự. Nơi này không phải nơi nào xa lạ. Chính là ngôi biệt thự trước kia Yến từng đến một lần với tư cách bạn gái của Phúc. Không sai, đây chính là nhà của Phúc. Trong nhà vắng lặng tối tăm như không có ai cả. Người lái xe đưa Yến đến tận phòng Phúc. Anh Phúc kêu cô ở đây chờ anh ấy. Rất tiếc tôi phải tịch thu điện thoại của cô. Yến không muốn họng súng của anh ta cứ dí sát đe dọa. Rút cái điện thoại từ túi áo đưa ra, cau mày nói cho anh ta yên tâm. Tôi biết mình cần ở yên đây, sẽ không có tìm cách bỏ trốn, cho nên anh không cần phải đe dọa tôi. Trên tất cả, Yến cảm thấy hiểu Phúc hơn thời điểm trước rất nhiều. Dù hiện tại anh có căm hận cô đến đâu đi chăng nữa, thì những trừng phạt của anh đều không khiến cô sợ hãi. Có thể vì niềm tin Yến dành cho anh là như vậy.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Yêu Trong Hận Thù, tác giả Vũ Ngọc Hương. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5.